Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, tờ Wall Street Journal đưa tin, Mỹ và các đồng minh đã loại trừ khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine với Nga trước khi cử tri Mỹ bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Theo báo Mỹ Wall Street Journal, các quan chức ở Washington và các thủ đô châu Âu đang hoài nghi về triển vọng của bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Nga và coi nhẹ mọi khả năng đã được thỏa thuận trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Tờ báo này cũng cho biết thêm, chính phủ Kyiv yêu cầu các lực lượng Nga phải rời khỏi toàn bộ lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine và sự hỗ trợ của Mỹ có thể sụp đổ nếu ông Donald Trump đánh bại Tổng thống đương nhiệm Joe Biden lên làm nhà lãnh đạo mới của Nhà Trắng. Wallstreet Journal chỉ ra rủi ro chính trị thậm chí còn cao hơn so với thời điểm cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu cách đây 2 năm vì các nhà lãnh đạo phương Tây đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào quốc phòng Kyiv và cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ họ. Thất bại của Ukraine có thể làm lung lay uy tín địa chính trị của Washington, đặc biệt trong trường hợp chính phủ của Tổng thống Biden không tiếp tục cung cấp viện trợ. Samuel Charap, nhà khoa học chính trị cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Rand Corp, nhận định với Wall Street mức độ đầu tư của Mỹ và Ukraine đã tăng lên. Do đó, mức độ tín nhiệm của Mỹ sẽ được đánh giá dựa trên khả năng Nga có thể hoàn thành các mục tiêu của mình ở Ukraine hay không. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, Moscow luôn sẵn sàng đàm phán hòa bình và hoan nghênh mọi nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ nước này đều không sẵn sàng chấm dứt đổ máu, khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được mục tiêu. Ông chỉ ra cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ ít có tác động đến việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình trong xung đột Ukraine, vì Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ tại Mỹ đều coi Nga là đối thủ và mối đe dọa. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ vẫn chưa thông qua yêu cầu của Tổng thống Biden về khoản tài trợ bổ sung 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Washington đã hết tiền viện trợ cho Ukraine sau khi tiêu hết 113 tỷ đô la Mỹ trong khoản chi tiêu đã được phê duyệt trước đó. Tổng thống Biden đổ lỗi cho các đồng minh trong quốc hội của ông Trump về thất bại của Ukraine tại Adipka, một thành trì quan trọng của Donbass đối với Kiev. Nhận định trên tờ Wall Street Journal, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Sergei Zagorodnyuk nói không chỉ viện trợ của Mỹ bị cắt mà còn bị cắt không có thông báo trước, nên chúng tôi không có thời gian để điều chỉnh. Nếu cuộc khủng hoảng này không được giải quyết và Ukraine không nhận được sự hỗ trợ, thì đó sẽ trở thành một món quà to lớn đối với Nga. Lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên trong năm nay. Theo hình thức trực tuyến, tập cuộc họp lãnh đạo các nước G7 cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine. Trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba liên tiếp, với vô vàn thách thức mà nước này đang phải đối mặt, tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 có lãnh đạo cấp cao các nước Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Italy và Canada. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của G7 trong năm 2024 dưới vai trò chủ tịch luân phiên của Italy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tham dự sự kiện này. Tuyên bố chung sau cuộc họp của lãnh đạo nhóm G7 tiếp tục nhấn mạnh sự ủng hộ đối với Ukraine. Theo các nhà lãnh đạo G7, chính phủ và người dân Ukraine hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự ủng hộ của G7. Tuyên bố cũng khẳng định sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, nhắm vào các công ty và cá nhân giúp quân đội Nga mua vũ khí hoặc hỗ trợ nước này sản xuất phương tiện trong cuộc xung đột. Trong một tuyên bố sau cuộc họp, Thủ tướng Canada rất tin Châu Đông nhấn mạnh, tôi vừa tham gia cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 khác và tất cả chúng tôi đều đồng lòng và quyết tâm rằng chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine. Chúng tôi đang chứng minh rằng Canada và các quốc gia khác sẽ không ngần ngại hỗ trợ Ukraine về lâu dài, không chỉ là hỗ trợ quân sự. Tuyên bố chung của lãnh đạo nhóm G7 được đưa ra đúng vào dịp Ukraine kỷ niệm tròn 2 năm ngày xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine và quốc gia Đông Âu này đang phải đối mặt với nhiều áp lực trên thực địa. Ukraine trong tuần qua đã mất thành phố Adipka, đồng thời quân đội Ukraine cũng phải rút lui trước các đợt tấn công của Nga. Cùng với áp lực trên thực địa, Ukraine cũng đang phải đối mặt với sự khan hiếm về nguồn cung vũ khí và tài chính từ phương Tây. Các nước phương Tây và đặc biệt là Mỹ hiện đang phải vật lộn để cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm duy trì cuộc xung đột. Tại cuộc họp với G7, Tổng thống Ukraine Zelensky tiếp tục kêu gọi G7 tăng cường hỗ trợ Ukraine. Ông đồng thời cảnh báo việc trì hoãn viện trợ khiến quân đội nước này đối mặt với nhiều tình huống cực kỳ khó khăn. Ông đồng thời thúc giục nhà chức trách Mỹ, quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine tính đến thời điểm này, sớm thông qua nguồn viện trợ. Ông Zelensky nhấn mạnh, tôi cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả các bạn trong hai năm qua. Cho đến nay chúng tôi vẫn đang tích cực nỗ lực giành lại hòa bình. Chúng tôi rất cần các biện pháp để bảo vệ bầu trời, tăng cường quân đội trên bộ và cả trên biển. Chúng tôi cần tất cả những thứ này kịp thời và chúng tôi tin tưởng vào các bạn. Do bất đồng cho đến nay, gói viện trợ cho Ukraine hiện vẫn đang bị ách lại ở Quốc hội Mỹ, quốc gia tài trợ lớn nhất cho Ukraine tính đến, đến thời điểm này. Dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, việc Mỹ đình chỉ hoàn toàn viện trợ cho Ukraine khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu Quốc hội Mỹ không cho phép bất kỳ khoản hỗ trợ bổ sung nào, thì đây sẽ là một đòn chí mạng đối với Ukraine và là một cú sốc địa chấn đối với uy tín và sự gắn kết của NATO. Trong khi đó, đặc phái viên hàng đầu của Nga tại Mỹ bình luận với tờ Newsweek về lập trường của Moscow và các bên trong quá trình đi đến thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Đại sứ Nga Anatoly Antonov nói trong một bình luận được chia sẻ với tạp chí Newsweek rằng chúng tôi kiên quyết sớm hay muộn các thỏa thuận hòa bình sẽ đạt được, đi ngược lại những nỗ lực của những người bảo trợ ép. Những người tiếp tục bơm hàng tỷ đô la để kéo dài cuộc xung đột, đem đến khốn khổ cho hàng ngàn người. Tuy nhiên, Kiev và Washington có quan điểm rất khác về Nga về cuộc xung đột và các sự kiện dẫn đến nó. Ông Antonov lập luận rằng Nga vẫn không từ bỏ đối thoại, ngay cả khi ông cảm thấy rằng các đối tác ở phương Tây đang tiếp tục thúc đẩy một khuôn khổ không thể chấp nhận được. Các đề xuất hòa bình khác đã được đưa ra từ các quốc gia như Brazil, Trung Quốc và Liên minh các nước châu Phi, nhưng cho đến nay vẫn chưa có đề xuất nào có thể đưa hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Trong khi đó, giống như Kiev, Washington khẳng định rằng việc quân đội Nga rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine là điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột, và bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ phải có sự tham gia của Ukraina Cũng trong bài chia sẻ với tờ Newsweek, đại sứ Antonov đề cập đến cách tiếp cận hiện tại của Mỹ trong các cuộc đàm phán. Ông tin tưởng rằng Mỹ sẽ phải là người thay đổi hướng đi nhằm đạt được một kết thúc giao tranh bằng thương lượng. Thiếu tướng lực lượng quốc phòng Israel IDF Isaac Brick được biết đến là một cựu chiến binh trong chiến tranh Yom Kippur năm 1973 và chiến tranh Liban năm 1982, nổi tiếng với những lời chỉ trích thẳng thắn về tổ chức và chiến thuật của IDF hiện đại cảnh báo các hoạt động của IDF tại Gaza đang trong tình trạng hoàn toàn hỗn loạn, ông Isaac Brick phàn nàn. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do các dịch vụ hậu cần và sửa chữa của họ được giao cho các nhà thầu tư nhân thuê ngoài. Đưa ra một ví dụ, Brick đề cập rằng, theo hệ thống hiện tại, quân đội không có khả năng nào có thể ngay lập tức hoặc sửa chữa những chiếc xe tăng bị hư hỏng và đưa chúng trở lại mặt trận. Hiện có hàng chục chiếc đang bị mắc kẹt trên chiến trường Gaza. Tất nhiên, giới truyền thông không nói về điều đó, nhưng những điều này không có nghĩa là mọi việc diễn ra thuận lợi tướng Israel nói khi đề cập đến luật kiểm duyệt nghiêm ngặt trong thời chiến của nước này cho phép hạn chế đưa tin về các chủ đề nhạy cảm liên quan đến vấn đề quân sự trong xung đột Gaza. Ông Budik cho biết, ông đã gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu tổng cộng 6 lần kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu vào tháng 10 năm 2023 để thảo luận về các vấn đề của IDF. Ông Budik nói, tôi nói với ông ấy rằng quân đội chưa sẵn sàng tham chiến ngay lập tức bởi vì có những người lính chưa được huấn luyện trong 5 năm và thiếu trang thiết bị. Theo cựu chỉ huy, chính sự can thiệp của cá nhân ông đã khiến IDF phải hoãn cuộc tấn công trên bộ vào Gaza trong hai tuần. Ông Budik than thở, ngày nay ông Netanyahu có những người rất cực đoan trong liên minh của ông ấy, những người nói rằng nếu ông ấy không đi theo hướng của họ, họ sẽ giải tán chính phủ, và đối với ông ấy, chính phủ quan trọng hơn đất nước, đây là vấn đề chính của chúng tôi. Kể từ khi thôi giữ chức vụ ủy viên khiếu nại quân nhân Bộ Quốc phòng 6 năm trước, ông Vũ Đích đã trở thành một nhà phê bình thẳng thắn về tình trạng sẵn sàng yếu kém của IDF. Trong khi đó, theo cuộc khảo sát được Viện Dân Chủ Israel, Trung tâm Nghiên cứu Độc lập được thành lập năm 1991 và có trụ sở tại Tây Jerusalem cho biết, hơn 55% người Israel cho rằng đất nước họ không thể giành chiến thắng hoàn toàn ở Gaza, dù Thủ tướng Netanyahu liên tục nhấn mạnh mục tiêu này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều lần tuyên bố Israel sẽ tiếp tục cuộc tấn công ở giải Gaza cho đến khi Hamas hoàn toàn mất kiểm soát giải đất này, không còn khả năng gây ra mối đe dọa quân sự cho Tel Aviv và các con tin bị bắt trong cuộc xung đột. Tuyên bố này của ông Netanyahu vấp phải áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế khi Israel muốn tiến hành chiến dịch tấn công vào thành phố Rafah ở cực nam Gaza, nơi khoảng 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn. Trong suốt cuộc giao tranh tại giải Gaza, Israel đã phải đối mặt với thương vong nặng nề về xe tăng và các xe bọc thép khác trong cuộc tấn công của mình. Với một báo cáo dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy, khoảng 88 xe bọc thép trong số 383 chiếc được đưa vào Tây Bắc Gaza đã được báo cáo là mất tích với tổng tỷ lệ thương vong có thể lên tới gần 25%. Tính đến giữa tháng 11 năm 2023, liệu đoàn Al-Qasam của Hamas tuyên bố họ đã loại bỏ hàng nghìn binh sĩ Israel và phá hủy hơn 1.100 phương tiện quân sự, trong đó có gần 1.000 xe tăng Merkava. Hai con số này chiếm khoảng 45% lực lượng xe tăng đáng gờm của Israel. Một số lượng lớn thường dân đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, với khoảng 814 thường dân Israel và hơn 29.600 cư dân Palestine ở Gaza đã thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng cho đến nay. Ngoài ra, các cuộc không kích và hoạt động trên bộ của Israel còn khiến hơn 7.000 người khác được cho là mất tích, cùng với đó là hơn 85% dân số Gaza phải di rời khỏi vùng đất họ sinh sống.